Lại nữa, Xá Lợi Tử ý Tôn giả thế nào chân như các pháp, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà của chư Phật, có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý Tôn giả thế nào lìa chân như các pháp, nói rộng cho đến cảnh giới bất tư nghỉ mà có pháp thì đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà của chư Phật có thối thất chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bảo Xá Lợi Tử, nếu tất cả pháp vì chấp thật, vì an trụ nên hoàn toàn vô sở hữu và đều bất khả đắc, thì những pháp nào có thể có sự thối thất đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà? Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, như lời tôn giả nói, trong vô sanh pháp nhẫn hoàn toàn vô sở hữu, cũng không có Bồ Tát nói có thối thất đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đà. Nếu vậy tại sao Phật nói ba hạng người trụ Bồ Tát thường, đúng ra chỉ nên nói một, lại như tôn giả nói, lẽ ra không có ba thừa Bồ Tát sai khác, chỉ nên có một thừa chánh đẳng giác thôi. Khi ấy Mãn Từ Tử liền thưa cụ thọ Xá Lợi Tử, hãy hỏi thiện hiện rằng chỉ cần một thừa Bồ Tát chăng? Sau đó hỏi tiếp, cần gì phải thành lập ba thừa khác nhau hay chỉ cần có một thừa chánh đẳng giác mà thôi? Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện, chỉ cần một Bồ Tát thừa có được không? Cụ thọ thiện hiện bảo Xá Lợi Tử, ý tôn giả thế nào trong chân như của tất cả pháp còn có ba hạng người trụ Bồ Tát thừa với tướng khác nhau không? Nghĩa là có người rơi vào thanh văn thừa, hoặc có người rơi vào độc giác thừa, hoặc có người chứng đắc vô thượng thừa ư? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào trong chân như tất cả pháp có ba thừa Bồ Tát khác nhau không? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào trong chân như tất cả pháp thật có một thừa chánh đẳng giác của các đại Bồ Tát chăng? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào chân như các pháp có một hay có hai, có ba tướng không? Xá Lợi Tử nói, thiện hiện chẳng có. Ý tôn giả thế nào trong chân như của tất cả pháp phải có một pháp hay một pháp Bồ Tát